37. Thanh ý xã nói là từ lúc bà ngoại cô mất tới giờ cô không chịu ăn uống gì hết. Đã vậy cũng không chịu ngủ nghe gì luôn. Hay là cô cần tôi đút cho? Ăn đi. Ngon quá. Tôi không thấy đói. Sao không đói được chứ? Cô có ăn gì đâu. Nay cô ốm lắm đó, có biết không? Anh Chin à? Anh đang muốn làm gì vậy hả? Thôi anh về đi. Nè Khả Năng, tôi lo cho cô mà. Anh Chin à, tôi thấy nhớ cô lắm đó. Anh buông ra đi, anh mau về đi. Cô mở cửa ra đi. Anh làm ơn đi về giùm đi anh Chin. Tối mai công ty của mình có tổ chức buổi quyên góp từ thiện nên tôi muốn cô đi dự chung với tôi. Tôi không phải là nhân viên công ty, cũng không có quan hệ gì với anh. Tới đó làm gì chứ? Đi với tư cách là người yêu của tôi. Tôi xin phép từ chối anh. Từ chối không đi dự sự kiện hay là từ chối làm người yêu của tôi hả? Dù thế nào thì tối mai tôi cũng sẽ tới. Cô phải đi chung với tôi đó. Còn nếu cô không chịu đi với tôi sẽ bế cô đi theo luôn. Không thì nếu phải lôi cô đi thì tôi cũng sẽ làm luôn đó. Ngày mai tôi tới đón cô nha. Tôi về đây. Chết tiệt, không lẽ không có động cách nào hay sao?
Chết tiệt. Sổ ngân phiếu. Tôi sống chung với cô lâu nên biết rõ chữ ký của cô thế nào. Ra đi, mọi thứ đều phải bị trả giá hết. Nhưng lần này cô phải trả giá hơi nặng rồi đó. Buổi quyên góp từ thiện cho bệnh nhân thận sao? Phải, bác Mananda là chủ tịch của hội từ thiện, còn công ty tôi thì đứng ra tổ chức, cho nên tôi phải đi phụ bác gái. Công ty của bà đứng ra tổ chức, nếu vậy thì... Vậy mình hủy buổi hẹn ăn tối cũng được, nhưng mà cho tôi đi chung với bà có được không? Nhưng công ty không mời người ngoài tham dự. Nhưng thực ra bà muốn đi cũng được thôi, bà là bạn của tôi mà. Để tôi xin bác gái cho. Cảm ơn bà nhiều nha mày. Ừ. Không có tiền. Con Rati này, tiền của mày đâu hết rồi? Tại sao trong tài khoản không còn đồng nào? Sao hả? Ngỡ ngàng vì tôi đẹp quá chứ gì? Do nhiều thứ lắm. Tôi cười cái tướng đi xiên xiên dẹo dẹo của cô thì đúng hơn đó. Cô ăn mặc đẹp như vậy, bộ đi đứng cho sang trọng quý phái chút không được hay sao? Nè anh biết gót giày cao cỡ nào hay không hả? Còn cái đầm chật cứng tới cỡ nào? Để mặc được cái đầm này tôi phải nhịn ăn tối tới mấy ngày đó. Nè, không dám thở luôn, sợ chỗ eo bung ra. Đâu cần giải thích cặn kẽ như vậy chứ. Tại sao chứ hả? Đều là con gái với nhau nên chia sẻ không được sao? Con gái? Nè anh đoán coi, anh Tê Chin đang nghĩ cái gì mà vẫn phá đi dự tiệc chung vậy hả? Nếu bà Mananda mà biết được thì chuyện gì xảy ra đây? Tôi đoán chắc anh Chin muốn công khai mối quan hệ với cô Phá trước mặt mọi người, để ảnh được chăm sóc cô Phá một cách đường hoàng đó. Vậy bà Mananda có chịu không hả? Với lại anh Tê Chin không dám cãi lời bà Mananda đâu. Đừng đánh giá thấp anh Chin nha. Bây giờ biết đâu anh Chin không còn là anh Chin mà mình từng biết thì sao? Cảm ơn chị đã tới thăm dự nha. Dạ không có chi. Được chứ. Dạ được. Nhìn nè, nhìn nè, bữa tiệc không phải sang trọng lắm đi. Rồi cảm ơn chị nha. Chị đẹp quá. Cảm ơn nhiều. Dạ cảm ơn chị. Dạ xin chào bác gái. Bác chào con. Con tới rồi sao mày? Dạ. Ôi trời ơi, nhìn đi, hôm nay con mặc đầm này đẹp quá, bác thích lắm. Cảm ơn bác gái. Có bận lắm không hả bác? Cần con phụ bác chuyện gì con? Cũng không bận lắm đâu con. Con phụ bác đón khách đi ha. Đứng cạnh bác luôn đi nha. Sẵn tiện cho người lớn họ biết tới con luôn. Dạ. Dạ con xin chào bác. Dạ bác ơi, con cảm ơn bác nhiều lắm luôn đó. Vì bác đã cho phép con tới đây. Dạ cảm ơn bác rất nhiều.
Làm ơn nhìn qua bên này, xin phép. Chụp một chụp ảnh cháu nha. Cười lên, cười lên. Rồi. Cười lên nha. Cười lên, cười lên. Cười lên, cười lên. Tắm đi, tắm đi. Bên đây nào. Rồi, rồi, đứng sát vô nha. Đẹp đôi quá đi. Nè, nè, nè. Cô à, cười lên, cười lên chút xong mà. Đứng sát vô đi. Đứng sát vô đi. Xin một tắm nữa nha. Bên đây nha. Dạ, cảm ơn. Cười lên nào. Cười lên cô ơi. Cô tắm nữa nha. Thành đẹp quá. Dạ, cảm ơn. À, phải đó. Chuyện này y chang như lúc anh chết còn sống luôn đó. Con thật sự không thể hiểu nổi tại sao cả anh Tê Chít lẫn anh Tê Chin đều quan tâm tới con nhỏ đó tới như vậy chứ. Bác gái à, sao bác lại để cho con nhỏ đó tới dự sự kiện này vậy? Mày, bộ bà tính đứng yên nhìn họ như vậy thiệt hay sao? Bác gái à, không cần nôn nóng xử lý nó đâu mày. Cứ để cho nó được thoải mái tỏa sáng một chút đi con. Rồi bác sẽ đẩy nó trở về cái khu ổ chuột của nó như cũ. Cậu ai đi sở nơi nghe con nói đi cậu. Đừng có làm như vậy mà. Cậu Rati đâu rồi? Cô Rati không có nhà thiệt mà cậu. Cậu ai đi sở nè? Rati. Cậu ai đi sở? Cậu đừng như vậy mà. Nè, đó là phòng riêng của cô Rati mà. Rati. Cậu ai đi sở? Cậu ai đi sở? Không có chịu nghe gì hết à? Mang nhà đi cầm với ngân hàng. Đây đều là thứ đòi nợ hả? Thì ra Rati sắp sửa bị kỳ phá sản, còn nhà thì sắp bị tịch thu. Thôi Mỹ, chúng ta tới đằng kia tiếp khách đi con. Công nhận mặt cô dày thiệt luôn đó. Sao lại nói nặng lời như vậy hả? Anh Chi ơi. Tôi xin phép về trước được không anh? Không được đâu. Tôi muốn mọi người biết cô không chỉ là bạn dự sự kiện chung, mà cô còn là người quan trọng của tôi nữa. Tôi không làm người quan trọng của ai được hết đó. Tôi chỉ là một kẻ xui xẻo thôi. Chỉ làm được một chuyện là mang điều xui xẻo tới cho mọi người thôi à. Không phải đâu. Cô là người mang lại ý nghĩa và là người rất quan trọng đối với tôi. Cô cũng không phải là kẻ xui xẻo. Nếu bà ngoại cô mà biết được cô nghĩ như vậy, chắc là ngoại của cô sẽ thấy buồn lắm đó. Khả năng mà trước giờ tôi quen biết không phải là kiểu người mặc cảm hay là tự ti như vậy. Anh Chim mà tôi từng quen cũng không hề độc đoán ích kỷ, làm chuyện gì mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác như vậy. Anh Chim mà tôi quen biết không bao giờ bắt ép tôi đi nếu như tôi không muốn đi. Anh Chin mà cô quen không bảo vệ cho cô được đâu, nhưng tôi thì làm được. Và ngày nào tôi còn đứng đây thì tôi nhất quyết không để cho bất kỳ ai đụng tới cô, dù là về thể xác hay là tinh thần. Tôi cũng nhất định không để ai vì tôi mà bị thương nữa đâu. Xin chào quý vị. Và bây giờ chính là lúc mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều cảm thấy rất phấn khích. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông báo tổng số tiền mà quý vị quan khách mua vé tham dự sự kiện ngày hôm nay sẽ không bị trừ lại khoản phí nào hết. Chúng tôi góp hết vô quỹ từ thiện cho bệnh nhân mắc bệnh thận. Hơn nữa, trên tay các vị đều nhận được một con số khi đến với chương trình.
quý vị hãy giữ thật kỹ, bởi vì chút nữa đây sẽ có phần bốc thăm trúng thưởng rất hấp dẫn. Nè, phải nhanh nhanh lên, vì tôi đang chờ giải thưởng đặc biệt. Trước khi đi tôi coi Tử Di rồi, Tử Di nói hôm nay tôi nhận được tài lộc rất lớn. Xin mời trợ lý của tôi lên đây. Kìa, bắt đầu rồi. Ngoài chuyện hôm nay chúng ta tạo phước ra, chúng ta còn nhận được phần thưởng may mắn để mang về nhà nữa. Phần thưởng đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một phần thưởng vô cùng lớn. Đó là một chiếc tivi màn hình phẳng chất lượng HD, còn kết nối internet được nữa. Trời ơi, thích quá đi. Quý vị có thích không? Thích lắm có đúng không? Vậy tôi xin phép bốc thăm phần thưởng đầu tiên. Và con số cho phần thưởng đầu tiên của hôm nay là Một Tám 7 1 7. Xin được chúc mừng người may mắn đầu tiên. Chúc mừng bà. Xin chúc mừng. Xin mời bà nhận quà. Xin chúc mừng. Đi về. Còn bây giờ là phần thưởng thứ hai. Còn nhiều phần thưởng khác mà. Kìa, lớn hơn nữa kìa. Với máy bay đi Nhật đó. Không thích mấy thứ khác, chỉ muốn tivi thôi. Rồi, bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Cầm vé trên tay. Cho ngay kết quả nha. Sẵn sàng rồi. Con số nhận được phần thưởng này đang nằm trong tay tôi. Đó là số 1. Hồi hộp quá. 1 8. Kìa. Nè ở đâu vậy? Hả? 1 1 8. Kìa đó kìa. Khách hàng nào vậy? Có rồi, là cô ấy kìa. Xin cho một tràng pháo tay. Xin mời cô. Mời cô nhận quà. Hơi nhật đó. Xin cho một tràng pháo tay nữa đi. Phần thưởng hôm nay quá tuyệt đúng không? Bà ơi, bà tới rồi hả? Nè, có gì không hả? Mặt con tươi cười giống như đang có chuyện vui vậy. Tất nhiên là có rồi ba. Tối nay có tình bất ngờ đó nha ba. Vì sao? Nè, có bộ hấp dẫn lắm đó. Mà là chuyện gì hả? Bây giờ chưa nói được đâu ba. Nhưng một chút nữa là ba sẽ biết ngay thôi. Bà vẫn còn bất ngờ chưa nói cho tôi biết nữa sao, Grand Mãnh? Tập dụng đi. Dạ chị ơi. Chuyện gì vậy cô? Dạ, chị cho tôi đổi phần quà có được hay không vậy? Nè, đổi liền đi cô. Dạ đây. Cô cứ lấy tivi đi nha. Cô cứ lấy đi. Nhà cô không có tivi hả? Có. Hả? Vậy cô biết giá trị cái vé đó bao nhiêu hay không? Hạng thương gia luôn đó. Tôi biết rất rõ là cái vé đó mắc hơn tivi gấp mấy lần. Biết mà đem vé đổi tivi đó hả? Chán đâu có nóng đâu. Ai, tôi đang rất khỏe, có bị bệnh gì đâu chứ. Tại bình thường cô keo kìa, nên hôm nay nó lạ lắm luôn. Thử vận dụng cái não bé xíu của anh nghĩ đi. Ngày nào tôi cũng bận công việc, với lại dạo này xảy ra nhiều chuyện như vậy nữa. Anh biểu tôi đi lúc nào, rồi đi với ai đây? Đi với Phá hay sao? Phá cũng đang có chuyện này chuyện kia mà. Chẳng lẽ bán vé hay sao? Bán vé thì phải chờ rất lâu mới có người chịu mua. TV là tiện nhất luôn rồi, không nghĩ nhiều mà về là xài được luôn. Tối nay phụ tôi khiêng về đi. Nói thiệt luôn hả? Làm gì có ai xài hai cái TV cùng lúc chứ, vừa tốn tiền điện vừa tốn tài nguyên quốc gia nữa. Thật vậy sao? Dạ thật mà ba. Qua đây đi với mẹ.
Đi với mẹ đi con. Khả năng đợi tôi chút. Mọi người ơi, phiền mọi người tập trung về hướng này một chút nha. Lời đầu tiên cho tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị quan khách đã tới tham dự sự kiện quyên góp quỹ từ thiện ngày hôm nay. Và tôi cũng muốn nhân cơ hội này xin phép được thông báo một tin quan trọng cho quý vị quan khách biết luôn. Hôm nay có thể nói là ngày lành tháng tốt để Tê Chin, con trai của tôi, được cầu hôn Bre Mỹ một cách chính thức trước mặt quý vị quan khách và phóng viên báo chí để mọi người làm nhân chứng cho hai cháu. Nè, anh có biết chuyện này hay không vậy hả? Tôi cũng mới giờ biết, giống như cô luôn đó. Công nhận chị Mananja nghĩ thật thấu đáo khi dùng cách này để bắt Tê Chin phải chấp nhận. Vì tính của Tê Chin thì không dám cãi lại mẹ. Mau đứng bên cạnh Tê Chin đi. Nè con, cầm nhẫn đi. Tới đứng cạnh anh Chin đi con. Dạ. Chin, mau đeo nhẫn cho Mỹ đi. Sự xin lỗi tất cả các quan khách tới dự ngày hôm nay. Vì sẽ không có lễ đính hôn của tôi với Bre Mỹ đâu. Anh xin lỗi. Tê Chin. Nếu như phải kết hôn thì người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn lấy chính là Kha Nan. Chin, con cấm miệng cho mẹ. Chin, Tê Chin đứng lại đó. Con đứng lại đó cho mẹ. Chin. Kha Nan không hề muốn đi dự tiệc. Cổ đi dự tiệc là vì con ép cổ phải đi. Cảm tại miệng. Vì bà ngoại cổ vừa mới qua đời. Bà ngoại mất rồi.